Hà Nội, hai chị em dâu lừa đảo hàng loạt hiệu tạp hóa bằng cách đánh tráo nhãn hiệu băng vệ sinh. Lan và Kim đi khảo sát những cửa hiệu tạp hóa có nhân viên bán hàng trẻ, ít kinh nghiệm, Kim đóng vai người cần mua sản phẩm cô thích với số lượng lớn. Đúng lúc cửa hàng không có, sau đó, Lan trông vai nhân viên tiếp thị đến chào bán sản phẩm. Khi nhân viên của cửa hiệu đồng ý nhập hàng, Lan sẽ đánh tráo sản phẩm cô thích bằng sản phẩm KOLS để chiếm hưởng số tiền chênh lệch. Ngày 14 tháng 2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1981, trú tại phường Đồng Mai, Hà Đông và Đỗ Thị Kim, sinh năm 1977 là chị dâu của Lan, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng lừa đảo, Nguyễn Thị Lan và Đỗ Thị Kim. Theo điều tra, do thiếu tiền chi tiêu, cặp chị em dâu này đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm vào các cửa hiệu tạp hóa. Thủ đoạn của Lan và Kim là mua số lượng lớn Băng vệ sinh nhãn hiệu KOLX giá khoảng 2.500 đồng mỗi gói và một ít sản phẩm nhãn hiệu cô thích, giá khoảng 16.000 đồng mỗi gói. Tiếp đó, cặp đôi đi khảo sát những cửa hiệu tạp hóa có nhân viên bán hàng trẻ, ít kinh nghiệm, kim đóng vai người cần mua sản phẩm cô thích với số lượng lớn, đúng lúc cửa hàng không có. Và ngay sau đó, Lan trong vai nhân viên tiếp thị đến chào bán sản phẩm. Khi nhân viên của cửa hiệu đồng ý nhập hàng, Lan sẽ đánh tráo sản phẩm cô thích bằng sản phẩm KOLX để chiếm hưởng số tiền chênh lệch. Qua công tác nắm tình hình, công an quận Hà Đông đã phát giác thủ đoạn của nhóm đối tượng trên, lập tức xây dựng kế hoạch ra soát đến ngày 11 tháng 2, đã bắt giữ được hai đối tượng lừa đảo này. Qua đấu tranh, bước đầu Lan và Kim khai nhận với thủ đoạn trên, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 phi vụ lừa đảo trên địa bàn quận Hà Đông, thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra còn thực hiện thủ đoạn này trên nhiều địa bàn quận, huyện khác. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra mở rộng.